Cho ta hai hộp. Ô hai hộp.
Hoàng Chiến nó làm bánh mì. Ơ còn rồi. Giờ già sao thành một bố. Em hỏi hello, hát hay quá nhỉ. Hát hơi khác à? Tại bà. Bà ơi. Mấy như con này? Bà. Không ăn. Trời. Bà. Sao không ăn bánh à? Ăn bánh như thế. Ăn đi. Ăn đi con. Bà. Con. Ăn đi bà. Con. Đây. Cháu. Cháu. Yêu. Bà. Cháu. Bà. Tay. Đi cháu. Vâng. Cháu biết cả vô. Khi nào mà hát tử tế là bà ơi bà. Hát hôm Tết mà được 93 điểm với 98 điểm. Ôi trời ơi, hát cho tôi cho được nào. Em đóng vòn con mèo con. Em ơm chi. Có nhiều bài nhờ. Em mèo chi. Vì mỗi lần chim hót em vui. Vui thì anh vỗ tay cổ vũ cháu đi. Em từ vỗ tay cho hát từ vỗ tay. Hai bàn tay của em. Nó không còn xài xanh đâu. Xài ngọt đâu mà xài phải. Làm xài ớt. À, ăn đúng nhỉ? Mới chỉ ăn 2 bát này. Có lẽ ăn gì rồi? Ăn rất nhiều nhỉ? Ăn ngon nhỉ? Ăn xài xài. Vì mỗi lần chim hót em vui. Tay bông ở tay bông băng. Cháu xây ở nhà là cô giáo. Tao đến trường cô giáo như mẹ hiền. Cô và mẹ và hai cô. Cháu đi mẫu giáo. Cô yêu cháu. Vì cháu không khóc nhẹ. Không khóc nhẹ. Để mẹ cho cây cháy. Ông bà vui cây cây. La 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 la. Cho Nhung, cho Nhung chụp trước. Cái gì thế? Chiệt đời. Làm thịt. Em này. Không, phải quay những cái chỗ này. Không, phải quay chỗ này. Không cho thầy. Ngại bây giờ. Nhất định. Không bao nhiêu.
Ê, hai con như chiếu chi mà nó đấy ở đây hai hàng xóm cũng có bọn nó chơi rồi. Trước mà em với anh Thỏ và đi chơi về nhá, mua hai thứ đồ chơi cho con em, em chỉ cách con chị tạnh hết luôn nhá, em chỉ biết con lạnh hay nhá. Vâng, phải phải rõ hẹn chứ, cái này của con.